Đi sống lại, nhiều lần đứng lên từ con số 0. Thành ra là em cũng thật sự rất là xúc động khi nhìn lại những con số 0. Thật sự là ngay thời điểm đầu tiên mà chàng gặp phải những cái điều đấy thì chàng không biết cách nào cả. Thật sự là mình đã chết đi, tinh thần của mình chết đi, bởi vì là không có gia đình bên cạnh. Và thật sự lúc đấy cả bố mẹ mình cũng chê trách mình, gần như là rất nhiều mọi thứ quay lưng lại với cả mình. Thì cái câu chuyện mà em làm sao để em đứng dậy thì em không nhớ lại nữa, nhưng mà mình đã vượt qua quãng thời gian đấy rồi, và bây giờ thì mình cảm thấy là mình trưởng thành rất là nhiều. Bên này có hơi ồn. Kinh nghiệm thì em đã trả lời rất nhiều trên các mặt báo rồi, nhưng mà quan trọng nữa, những cái lúc như thế mình mới biết được là những ai vẫn đưa tay ra và nâng đỡ mình để cứu mình lên khỏi cái đống bùn đó. Những lúc đấy xảy ra, những câu chuyện đấy xảy ra thì mình mới biết là bên cạnh mình vẫn còn những người như thế, những người bạn và những người không bao giờ quay lưng lại, và họ sẽ có mặt trong live show đầu tiên của em ấy. Và gần như là một cái live show mà em tri ân khán giả, tri ân những người đã bên cạnh mình trong những lúc khó khăn nhất. Có nhiều lá thư lắm, và những cái lá thư đặc biệt nhất em sẽ đưa vào live show rồi. Tuy nhiên, có một vài lá thư không đưa vào live show, nhưng thực sự là nó có sức ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Khi mà làm cái chiến dịch này thì chẳng đưa đến cho mình đến những giá trị có thật, đưa đến cho mình những cái lời cảnh tỉnh. Bởi vì có những cái lá thư của một bạn khán giả là người hâm mộ của em, nhưng mà bạn ấy bị mất em trai. Vừa bị mất em trai thì cuối lá thư bạn ấy nói là: "Em chúc chị sức khỏe để cống hiến cho khán giả, nhưng chị Trà ơi, hãy nhớ để dành sức khỏe cho bản thân mình và dành thời gian cho gia đình của mình, nếu không mọi thứ sẽ muộn mất." Thì nó có sức cảnh tỉnh cho mình rất nhiều, bởi vì là Trà là một người rất yêu công việc, và dạo gần đây mình không có quá nhiều thời gian để cho gia đình. Em là một người luôn luôn nói mọi người là hãy phải cân bằng thời gian cho sức khỏe, cho gia đình, tình yêu, nhưng bản thân mình không làm điều đấy được, và bản thân mình đã phải trả giá bằng sức khỏe rồi. Cho nên là bỗng nhiên lúc đó em sực nhớ đến gia đình của mình, và cũng thấy là điện thoại mình, bao nhiêu cuộc điện thoại bố mẹ gọi nhưng mình chưa nghe được. Lúc đấy là mình đã phải gọi điện lại cho mẹ liền. Thì khi mà làm cái chiến dịch ý nghĩa như thế thì mình đưa về cho mình nhiều giá trị thực sự. Thật sự là khi mà mình làm người nghệ sĩ cống hiến thì mình có rất nhiều giá trị. Thật là mình được đi cống hiến, được đem giọng hát của mình đến cho rất nhiều người. Nhưng bên cạnh đó nó đem đến lại cho Hương Trà nhiều giá trị ảo lắm. Mà nếu không cẩn thận thì các bạn sẽ chết, sẽ ngã. Cho nên bây giờ mình tập cho mình một cái thói quen là cân bằng mọi thứ. Kể cả lúc mà mình thành công hay không, mình vẫn luôn luôn nghĩ đến những cái ngày mà mình đã không có gì để làm lại. Thì điều đấy giúp Hương Trà cân bằng. Thấy các bạn giống mình, các bạn cũng trải qua những cái tuổi trẻ, những cái sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật trên sân bóng, đúng không ạ? Cũng là một môn nghệ thuật, và các bạn cũng gặp phải những cái vấn đề trên mạng xã hội khi mà các bạn mới tiếp xúc với sự nổi tiếng, bởi vậy Trầm thương lắm. Chưa kể là trong đội tuyển Hà Việt Nam có rất nhiều cầu thủ từ quê hương của Tràm là người Nghệ An nữa, cho nên mình là càng đồng cảm. Và mình chỉ muốn gửi đến là lời chúc cho các bạn là hãy hoàn toàn vững tin, hãy vượt qua những cái điều ngoài lề và tập trung cống hiến cho tất cả vì bóng đá, vì nghệ thuật, vì nước nhà. Trong sáng, thật sự là trong sáng nhất, thì mọi người thôi không cần phải ghép đôi đâu. Nếu mà mình có yêu thật thì mình sẽ tự tìm cách, mình nhắn tin inbox hay là các thứ rất là tế nhị chứ sẽ không nói ồn ào đâu. Bây giờ
Nếu như thì là không nói trước điều gì cả, nhưng mà Tràm đang tất cả những fan hâm mộ của bóng đá cùng cả hàng triệu người Việt Nam đang hướng trái tim về tất cả các bạn, nên hãy cố gắng vững tin để đem đến niềm tự hào vinh quang cho nước nhà. Tại vì nói thế thôi. Và những ngày này đừng có online Facebook hay là đừng có đọc báo nhé, tập trung để thi nhé. Chăm chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng mà có một điều là rất là hay, đó là khi mà bạn quản lý của Tràm đến một quán cà phê ở Công Phượng thì được biết là cái bạn quản lý ấy cũng nói là cậu cũng rất là thích một cái quán của Tràm và từng nghe rất là nhiều. Thì đó là điều mà Tràm nghĩ rằng là mình có khi là gặp nhau trong mơ hay là như thế nào đó rồi thì mình không biết được, nhưng mà Tràm cũng muốn thật sự là muốn gặp Phượng để gửi lời chúc tới Phượng cho những cái ngày sắp tới thi đấu cho đội tuyển và cầu thủ thi nước nhà. Lỡ mình muốn tặng mà người ta không muốn nhận thì sao ạ? Đúng không ạ? Cho nên là Tràm không thể nào tự tin về bản thân mình quá như thế được. Lỡ như là nhiều khi mình hâm mộ bạn ý nhưng mà bạn ấy lại không hâm mộ lại mình hay sao? Thì thôi, cho nên là Tràm sẽ không nói trước về kết quả, bởi vì các bạn đang phải giữ vững một cái tâm trạng là bình tâm nhất để mà đá cho cái trận quyết thật sự là trận quyết định như thế này. Cho nên là hãy để các bạn bình tâm. Sau đấy lỡ mà bạn ấy được giải, chắc chắn là Tràm sẽ làm cái điều gì đấy điên rồ chẳng hạn. Nhưng mà thôi, điều điên rồ cho Tràm bí mật đi. Và mọi người biết rồi đúng không? Tràm rất là ngông, có thể có những quyết định điên rồ gì đấy thì sao? Mà với cái việc mà Tràm công khai bày tỏ cái sự yêu mến của mình dành cho cầu thủ như vậy thì mình yêu mến thôi mà, chứ không phải là mình ấy đâu. Mình yêu mến một cách trong sáng. Thế các bạn, Tràm xin nhắc lại một lần nữa, Tràm yêu mến bóng đá, là một fan âm thầm trước giờ. Tại trước giờ mình chưa bày tỏ thôi, cho nên mọi người thấy là ngày đó em không có lịch diễn, nhưng mà trong lịch là em đang có lịch diễn rồi. Tràm có nói là cái này chỉ là tình cảm trong sáng, hoàn toàn trong sáng thưa tất cả.